Thưa các bạn, trường Đại học Hutech đang là một trong những địa chỉ đào tạo hấp dẫn các bạn sinh viên theo học ngành thiết kế thời trang và công nghệ dệt may. Vậy thiết kế thời trang và công nghệ dệt may có gì hấp dẫn? Hãy theo Trần Bích Ngọc nhé. Kế thời trang, công nghệ dệt may là hai ngành gắn liền với nền công nghiệp làm đẹp, gồm ba lĩnh vực chính: trang phục, phụ kiện, trang sức. Người làm công việc thiết kế thời trang cần phải sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu để cho ra đời những tác phẩm thời trang theo xu hướng thẩm mỹ của xã hội, giúp làm đẹp cho con người, cho cuộc sống với cả hai hướng. Hướng trình diễn nghệ thuật, tức trang phục biểu diễn, và hướng ứng dụng thực tế, tức trang phục thường ngày. Chính vì vậy, tại Hutech, sinh viên được đào tạo khả năng cảm thụ và nắm bắt các xu hướng thời trang đương đại, khả năng hoàn thiện tác phẩm theo một quy trình khép kín. Không chỉ học thiết kế, mà sinh viên còn được trang bị kiến thức về quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý thương hiệu thời trang, thiết kế poster và tiếp thị thời trang. Wow! Bước vào nơi này rồi thì Ngọc mới cảm nhận được nơi này giống như là một nơi làm việc của những nhà thiết kế chuyên nghiệp vậy đó. Và theo như Ngọc được biết thì trường Đại học Hutech rất là chú trọng về việc phát triển phòng thực hành để cho các bạn sinh viên có những trang thiết bị rất là hiện đại để có thể hoàn thành sản phẩm của mình một cách tuyệt vời và chỉnh chu nhất đó nha. Tại đây, sinh viên ngành thiết kế thời trang được thực hành các bước để hoàn thiện một quy trình khép kín, từ phác thảo ý tưởng, chọn nguyên liệu, thiết kế rập, cắt, may, thiết kế phụ trang. Ngoài ra, sinh viên còn phải trau dồi những kỹ năng hỗ trợ như trang điểm, nhiếp ảnh, thiết kế và phối hợp phụ trang để trở nên chuyên nghiệp hơn. Thiết kế này thật là đẹp, các bạn thấy sao? Và tại đây, các bạn sinh viên đã được thực hành rất là nhiều những công đoạn khác nhau để có thể tạo ra được sản phẩm đẹp như thế này nè. Ngoài ra, tại Hutech còn có những buổi talk show thời trang với sự tham dự của các nhà thiết kế nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm, những buổi triển lãm thời trang hoành tráng. Điều đặc biệt thu hút sinh viên là các cuộc thi chuyên ngành do khoa kết hợp với trường tổ chức đã đem lại sân chơi lớn để các bạn thỏa sức sáng tạo, mang tài năng của mình vào tác phẩm dự thi. Tính đến thời điểm hiện tại, Hutech là thành viên của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VTAS), tổ chức với hơn 5.000 công ty dệt may như công ty 28, công ty Hachik, công ty Việt Tiến, công ty Garment Fashion. Đây cũng chính là nơi giúp các bạn sinh viên có thể cọ sát thực tế với chính ngành học của mình, làm việc với người có thâm niên trong ngành cao, tạo điều kiện để các bạn định hướng vị trí nghề nghiệp phù hợp trong tương lai. Ngành thiết kế thời trang và ngành công nghệ dệt may là những ngành học đang có tính cạnh tranh rất là cao. Và với xu thế phát triển hiện nay thì tin chắc một điều rằng đây sẽ là ngành có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa. Và chắc chắn với những gì chúng ta vừa mới trải nghiệm và những cái hoạt động đào tạo bài bản của trường Đại học Hutech thì tin chắc một điều rằng các bạn sinh viên sẽ có thể tự tin hơn trong lĩnh vực của mình.